chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ 18. Bây giờ là 8 giờ 25 phút sáng này. 8 giờ 25 phút sáng ngày 23 tháng 11. Thì hiện tại là chúng tôi đang hoàn thiện, đang đánh giấy giáp và chuẩn bị hoàn thiện hai chiếc sập gỗ hương đỏ của hai vị khách hàng, một bác ở thành phố Nam Định và một bác ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Đây là chiếc sập thứ nhất này. Bên trong kia thì chúng tôi đang đánh giáp chiếc quây sập thứ hai. Chiếc sập thứ hai ở ngoài này, phía ngoài này là mặt sập của chiếc sập thứ hai. Tôi sẽ quay chi tiết từng chiếc sập cho mọi người cùng xem nhé. Đây là vân gỗ hương đỏ này, vân gỗ rất đẹp nhé. Quý vị có thể thấy vân gỗ này, tôi sẽ quay gần lại vân gỗ mọi người xem. Rất đẹp. Đây chúng tôi mới chỉ đánh cái giáp phun một nước lót thôi, vẫn chưa hoàn thiện hẳn. Khi hoàn thiện hẳn thì là nó còn đẹp hơn nữa. Bạn. Dạ đúng ạ. Thế vui trong này bác. Bây giờ cũng có hai vị khách hàng là đến cửa sổ chúng tôi để tham quan mua sắm đây. Đây là chiếc sập tứ diện có kích thước là 1m8 2m, sập chân quỳ dạ cá. Mẹ đi quá mẹ xuống đầu xuống đông rồi quay lại. Đây, tôi sẽ nói qua ý nghĩa về chiếc chân quỳ dạ cá, thì ý nghĩa của chiếc sập này cho mọi người cùng xem. Thì chân quỳ thì tượng trưng cho sức mạnh và vững chắc, tin cậy, cách điệu. Cách điệu là tượng trưng cho hình tượng người quân tử, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Còn phần dạ cá thì là trong phong thủy thì cá chép được xem như biểu tượng của sự may mắn, tài lộc trong học hành thi cử. Đặc biệt thời xưa thì Đỗ Tú Tài làm quan là một việc mang ý nghĩa rất là quan trọng. Đây là ý nghĩa của cái mẫu chân quỳ dạ cá để sập như vậy. Ông chủ đâu nào đấy? À, trong xưởng ạ. Vâng. Đây lại là một vị khách hàng đang đến cơ sở chúng tôi đang tham quan mua sắm đây. Cái phía khuyết này thì chúng tôi đục chạm là nho sóc, hai chú sóc ở chùm nho. Để quý vị có thể dáng trần rất đẹp nhé. Vân gỗ thì tuyệt vời luôn, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, không có bắn vân hay tạo vân gì cả. Và chiếc sập này là cổ liền được chặt trong hạt. Bác là Hạ Hòa phải không? Đây là ván mặt hai lá gỗ hương đỏ. Hương đỏ. Thì tôi sẽ quay phần dạ đốc cho mọi người cùng xem. Dạ đốc vân cũng rất đẹp nhé. Ở phía ngoài này là chiếc mặt thứ hai. Đây là chiếc mặt sập thứ hai đây. Vân gỗ đây. Phải nói là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Còn đây là tôi sẽ quay chiếc sập bên trong này, chiếc sập thứ hai nữa. Gạch bỏ đi, gạch bỏ mình đi mình đánh nó chứ.
Thì mọi người ai mà có nhu cầu mà muốn sở hữu và mua sắm những sản phẩm như này thì có thể đến trực tiếp cơ sở sản xuất của đồ gỗ Phương Tám ở phân khúc cà phê Phú Thọ, hoặc liên hệ là số điện thoại 0987510826 hoặc website đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, và mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.